rắn ha, hàng đế bí bệ nha, bí bệ với rắn. Đây, đây cái giả tự sắn, Cái hàng này dế được, cũng già mùa nha, đó, cốt nè, quá tài sắn luôn. cái này được ngủ rủi không thầy? Dạ, cái khoảng đó vậy luôn này, không biết con bé gì luôn á. Cái này Rồi, dữ dằn cái tàn cây luôn này ta. đế bệ, đế bính. Đế bến. Ồ, có cây cái tàn này cô chú. Quá sức cái tàn rồi. Rồi, chiều về bài của nó là được 65 nè, cốt, thấy cái cốt. Dạ em chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em có ghé bên vườn mai của Phước Thiện nha cô chú anh chị. Dạ hôm nay bên vườn có lên một số cái mặt hàng mai cho cô chú anh chị mình sưu tầm, có mai giống là cô chú anh chị và lên một số cái mã số nữa ha, giống mới nha cô chú anh chị. Mong là cả nhà mình xem clip và ủng hộ cho Thiện ha. Và chị chào Thiện nha. Dạ, kính mong tới đầu clip xin chào khán giả tới vườn em, xin giới thiệu một số mặt hàng như mai giống, mai ghép, mai tết ha. Rồi. Coi số điện thoại của em là 0386726744, số cũng có là số Zalo luôn ha. Kính Rồi. mong mọi người xem hết clip và ủng hộ dùm nhà vườn, xin cảm ơn. Rồi. Bây giờ cô chú anh chị sẽ vào cái mặt hàng đầu tiên bên vườn mai của Thiện ha. Rồi, bây giờ mình giao lưu gì Thiện? Dạ rồi cô chú ha, thì cái mặt hàng đầu tiên bên vườn của Thiện nha. Rồi, cây này cây cúc phở hương giao lưu giá 30.000 cây ha. Rồi, cúc phở hương, cái này bao mình ghép bao lâu rồi Thiện? Cái này cũng khoảng 2 mùa rồi. À, cô chú ha. Hàng đơn lại em thanh lý luôn giá 20 ở 30.000 cây rồi, nha. Thanh lý 30.000 cây thôi, hàng gốc cúc của phở cả nhà. hương, cái này Thủ Đức nè. Đồng giá luôn không Thiện? Dạ đúng rồi, đồng giá 30 luôn. Chiều cao á cô chú, chắc cỡ 30 cm thôi Thiện ha. Dạ, 30-20, có cây lớn cây nhỏ ha, đủ cỡ ha, có nhiều giống ha. Rồi, rồi cây này giá siêu nụ. Siêu nụ luôn. Rồi, 30 rồi giá ngàn Phú luôn. Tân. Hàng già mùa hết nha cô chú. Rồi cây này cây siêu nụ. Rồi. Rồi có cây siêu nụ nè. Cái loại này thì mình mấy cây mình gửi hàng thì đơn 200 em bao ship, đơn trên 100 thì em gửi hàng. Trên 100 là gửi Thọ hàng Hương cô ha. Rồi, còn ít à. Cây này cây Phú Tân để hình cây bông. Gửi hình cái bông luôn. Cái bông. 30 can cây nha cả nhà mình ơi, thanh lý nha. Còn ít nha cô chú anh chị. Cái này là Sài Gòn ha, cũng có nhiều giống trong này ha, nhiều có giống cho mình luôn, Quốc Hoa Hồng, cái Sài Gòn nè. Rồi, Sài Gòn của chú ơi, lô này cũng thế có hết nha. Này, Hoa Hồng, Cúc Phở Hương, rồi. Rồi Thủ Đức. Sài Gòn thì nó còn nhỏ vậy thôi ha. Sài Gòn thì nó nhỏ tầm này á, cô chú anh chị mình ơi. Rồi, cái này cái Thọ Hương ha, cũng còn ít, anh thanh lý giá 30, rồi. 200 em bao ship. Cái đơn 200 ngàn là bao ship của chú, tầm khoảng chừng 100 ngàn là bên vườn gửi hàng cho mình nha cô chú. Cũng rất là dễ chơi nha, chỉ có 30 can cây thôi cô chú anh chị. Dạ, em chuyển qua cái mặt hàng tiếp theo cô chú. Rồi, tiếp theo ha. Rồi, tiếp theo là hàng siêu bông bình lợi, hàng lấy giống ha, giá 40 ngàn một cây. Siêu bông bình lợi của chú ơi, 40 ngàn cây ha. Đây, củ đế nè cô chú anh chị mình. Đây có xử lý đế. Rồi, có xử lý đế luôn cô chú mình ha. 40 ngàn một cây, 200, đơn 200 em bao ship. Rồi, 200 ngàn là bao ship rồi nha cô chú anh chị. 100 ngàn là đi đơn ha. Yeah. Nói chung rất là dễ cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn. Cái này cây hoành gió khoảng 5 ngón tay ha, chiều cao khoảng 30-35 gì đó. 30-35. Không muốn để thẳng gì, cái cây này chắc 40 nè. Mình lại cô chú ơi. Mình lại hàng lấy 40 bo ha. Can cây ha. Giờ lấy bo cả nhà mình. Có cây cũng nhỏ ha, nhưng mà là cái đế nó duyên nè cô chú. Yeah, mỗi cây mỗi dĩa ha. Rồi. Rồi. Hàng đầu rồi, tiên đó, tiếp theo là cái hàng cúc phở hương lá cẩm thạch nè. Rồi, xin giao lưu với giá là 40 ngàn một cây. Chiều cao nó tầm khoảng chừng 25-30 cm. 25-30 ha. Cây có quấn rễ thì ha. Dạ. Cúc phở hương lá cẩm thạch nhiều chơi lá, nhiều chơi hoa luôn ha. Rồi, 40 ngàn dạ, cây. 40 ngàn cây, đơn 200 hiện bao ship. Rồi, 200 bao ship nha cả nhà mình. Dạ, cúc phở hương lá cẩm thạch nè. Cái này mấy cây cưng gửi hàng thì? Dạ, chắc đơn trên 100 ngàn em gửi hàng. Đơn trên 100 ngàn gửi hàng của chú ơi, rất là dễ trên ha. Trên 200 em bao ship. Dạ rồi, 200 bao ship luôn cả nhà mình, trên 200 ngàn ha. Nói chung cũng rất là dễ cho cô chú mình chị mình sưu tầm ha. Cũng nhiều giống mà có gì mọi người xem tham khảo dùm nha. Ừ. Cái này là cũng có hơn cẩm thạch. Rồi, tiếp theo là em giới thiệu cây dạo tự sắn ha. Hàng đế bí bệ nha, bí dạ. Bệ với rắn. Đây, đây cây dạo tự sắn. Cái này là cũng già mùa nha. Đó. Cốt nè, quá tài sắn luôn. Cái này được mùa rủi không thầy? Dạ, cái khoảng đó vậy, em nhắc tháng 5, tháng 6 năm rồi. Cái đế nó đẹp lắm nha cô chú, cái bí bệ ha. Cái này là cô chú mình về á, mình sửa theo cái form đổ cũng được nha cô chú.
Cây này dễ thương lắm nè, kêu chọn mỹ nghệ là đẹp xuất sắc luôn. Này là cứng nè, này để rắn nè, quả Ừ, tay cái cái lô tay này nè, đẹp ha, tròn do luôn cô sắn chú nè. kẹo hết rồi. Đúng rồi. Em xin cho lưu giá là 100 ngàn một cây ha. Kể cả cái này luôn hả thầy, kể cả đế rắn luôn hả cô? Dạ đúng rồi, Họ là tăng một trăm giá. ngàn cây cả nhà mình đây. Đây, cây này rắn nè, quả tay cao nè. Ừ, số lượng mình có nhiều không cơ? Vậy cũng ít thôi, cũng tầm vài mươi cây thôi chị. Cưng tính nhầm chị cái chiều cao ơi, chiều cao của mấy Dạ, cây nè. cây này là tầm khoảng 30 đi ha. Ừ, tầm khoảng 30 cm ha. 30 từ mặt trọn lên ha. Rồi, Có đây cây thì xung cũng xuê luôn. 40 Rồi, cho chị thêm một số mẫu nữa đi. ha. Cái này Rồi, mình có số cây lượng này nhiều xin. không em? Cũng tầm vài chục cây à. Có vài chục cây hả cô chú? Cũng Rồi, hàng đế đẹp nên không có không có nhiều ha. số lượng Rồi, không có nhiều. dạ. Cái này cô chú mình có Bao mua sắn kẹo luôn nha. mua hết nguyên lô thì để giá yêu thương hơn ha. Dạ rồi, quá trời cây nữa. Ôi, cây này quá trời cô chú, cái này chơi Tết là bao đẹp luôn nha, Rồi hoa thì rồi, hoa 100 chùm ngàn một luôn, cây. con 100 ngàn cây. Cái này là mấy cây cũng đi đơn nè, à? Thì một cây cũng đi luôn, Một nhưng cây vẫn đi ha. mà không bao ship, thì Rồi hai cây em bao ship luôn. rồi, có nghĩa là giờ cưng cầm chị đi, hai cây như thế này chỉ có 200k bao ship nha cả nhà. Trời ơi, quá trời rẻ cô chú anh chị mình ơi, Giờ sắn tôi luôn sẵn nha. này là bao nụ Tết luôn nha. Rồi bao nụ Tết cho mình luôn, em thấy cái cốt nó liền luôn nè cô chú, có cây có liền cốt luôn ha, giá cực kỳ yêu thương nha cả nhà. Rồi mong là cô chú mình sẽ ủng hộ ha. Rồi qua mặt hàng tiếp theo nha cô chú mình ơi. Tiếp theo nha cô chú. Rồi, tiếp theo em xin giới lưu lại lô siêu bông bình lợi, hàng bí. Bí Để tệ ha. đó, quá trời cái Trời tàn ơi thôi, về quá mình trời lấy luôn. bo thoải mái luôn, hoặc là mình chơi mình sửa hàng dán đổ dán bay vậy. Em số công chức mình sẽ lên cho một số cây em sửa, đã sửa sẵn này ha, Rồi. là siêu bông bình lợi, hàng này hàng già mùa nha, có thể chơi Tết luôn Em thấy nó có lên nụ kim đó cô chú mà. nè. Quá trời Ừ, cái này tàn quá trời nó luôn. liền cốt bằng 50% luôn rồi. Ừ. Cái này mình tính chiều cao giùm chị cho Dạ, cây này là chiều cao nó tầm khoảng 60 nè. thiệt. Ừ. Đó, hai màu nè. Quá trời bo gì lấy bo vô tư luôn. Cái này lấy chắc cỡ 30 40 bo bình thường thế này ha. Dạ này, đó. Cây đẹp hết cô chú. Nè. Cây này có một cây đấy là so Là nha, còn sao? mỗi là bí bệ với rắn. Rồi. Chiều Em cao còn mình tính 50 ăn lên đi cô chú. dạ, này Em thấy nó con bự quá rắn nè. nè. Cây già về lấy bo liền luôn, ghép liền Ừ. luôn, khỏi cần chờ đợi gì hết ha. Dạ, rồi thôi này về ghép được liền của chú ơi, bo ghép được liền luôn ha. Con số cô chú mình cần mua Đây gì ghép con liền. rắn nè, còn có vạn rắn nè. Rồi, báo giá không chị? Dạ, này là 200 ngàn một cây, Ừ. bao một cây gửi hàng bao ship luôn. Rồi, một cây 200k bao ship của chú ơi. Đó, có Cũng rất cây là dễ rắn này chơi nè, nè. nó thòng mình dìm sữa mình dán cái bài luôn một bên À, luôn được ha. nè. Nhìn nó lạ lạ cô chú anh chị. Đó, rồi cô chú mình tham khảo ha. Rồi, số lượng cũng còn ít thôi nha, có gì Rồi, số mình lượng tham còn ít khảo luôn. tranh thủ nhanh dùm vừa Rồi cái này anh. về cô chú cần lấy bo là vi vu luôn á, Dạ, em thấy quá trời bí bo luôn. bệ nè, rắn. Ừ, 200 ngàn cây, Ồ, cái này. còn được Đây, không, cái này. quá trời hay cô chú mình. Cái Cái tay này hồi này. đó là bé lấy biết nhiêu bo nữa trời, vô cái Dạ. đợt mà rổ bo thì cần bo để ghép á, cậu Dạ. mua mấy cái này về là xuất sắc luôn cô chú. Nó già nha, đặc biệt nó già cô chú, nó Cái này gần là liền lên cốt nụ luôn á. kim mình về Tết mình đông lại vừa để lấy bom mình về cho Tết luôn được à. Ừ. Hoặc là gì mình thả đất trồng mà cây này nó đang liền cốt, thì thấy cái cốt mình lại mà hàng cái cốt này là khó, ít nhiều có lắm. Ừ, đúng rồi, nó già lắm nha cô chú mình ha. Rồi, số lượng ít ha cô chú. Giờ bên vườn sẽ lên cho mình Rồi một số này cái mã mã số số. ha. Ừ. Cây này siêu bông bình lợi nè, cây em sửa vô dây sửa, cây này để bí, này sửa dán bay ha, dán Cây đẹp của cô chú. Cái này ha, nó liền cốt được khoảng chừng 40-50% á cô chú. Cái này là hàng chơi Tết nha thầy. ha. Dạ rồi, nó cốt nè, bằng ngón tay cái em nè, Rồi. cái ngón gốc nha, bằng Ừ. gốc bằng ngón tay cái nha. Rồi chiều cao của nó là được 35, tán bay của nó là được 60 ha. Cây này trên giao lưu giá là 250 em bao ship. Rồi 250 cho em này luôn cô chú anh chị mình ơi. Siêu bông bình lợi cô chú ơi. Rồi em qua mã số 2 ha. Rồi mã số 2 tiếp là cây siêu bông bình lợi ha, cái này đĩa bệ Rồi. ha. Rồi chiều cao của nó là được 40, chiều bay từ trên tới dưới của nó là được 50. Cây đẹp hả cô chú, này về chơi Tết là bao luôn nè. Lên nụ kim hết rồi nè chị, giờ Ừ, mình trái bấm thì lấy lượt lấy hàng bo ngoài ở trong nó cũng lên nụ nè. Đây, rồi cô chú ơi, có đây linh nụ cho mình lên luôn nè. kim hết Ừ. Rồi báo giá chị luôn thì rồi. Dạ 250 luôn chị. rồi 250 cả nhà bao ship luôn ạ. Rồi mã số 3 cũng vẫn là tiếp tục cây bình lợi ha. Đó, lý bế. Bí Dạ, bế này là 36 muối, nè, 6 muối 7 luôn, muối. 70. Cái này cái tàn đẹp đó chú ơi, nhìn cưng Dạ, quá nè mỗi cây em bẻ cái dáng khác nhau, không có bẻ gặp khuôn ha. ha. Rồi Mỗi cây một một vẻ hấp dáng hết á. dạ cô chú mình hết tóc, mình sưu tầm cái hàng này nha cô chú ơi, về mình chuẩn bị dùm những cái chậu ống Dạ, á, trời giờ ơi thay chơi chậu xuất ống. sắc luôn. Rồi. Dạ, hôm bữa mua mặt nó hết Hết hàng. rồi. Rồi Hết chiều chậu này ống chiều bay của nó là được 60 nè. rồi.
Hàng này hàng độc nè cô Đó, chú, hàng chiều hiếm nè. cao của nó là được 30 nè. Rồi. Bây giờ thay cái châm ống là nhìn đã lắm. Đúng rồi, thay ra lên chậu mỹ nghệ cái là đẹp dữ dằn luôn. Rồi 250 luôn hả thầy? Dạ, 250. Rồi 250 cho mã số 3 cả nhà. Tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là cây đế bí ha. Cũng như là bí 6 múi ha. Cái tạng cưng quá nha cả nhà. Rồi, chiều cao của bò, chiều cao của được là 30 ha. Tán bài của nó là cũng được 60 ha. Cũng hao hao như nhau ha. Rồi, đây là một dòng cây ha. Cây Rồi, này hai tàn cứng trăm rưỡi. Cái cây này cô chú mình về mình chơi Tết là bao luôn nha cô chú. Cây này quá trời luôn nha. Gốc nhớt mà được về là nó dữ lắm cô chú ơi. Rồi, 250 luôn cho mã dạ, số 4 dòng giá 250 ha. nè. Rồi, mấy cô chú tiếp theo luôn nè. Rồi, tiếp theo là cây số 5. Tiếp theo là mã số 5 ha, Mã số 250. 5. Chiều cao cây này là 23 ha. Tán bài của nó là được 50. Đây, cây này cây Sai gì đế coi. bính. Đế bính nha. Rồi Dạ, để cho mã cô số chú 5, 250. 250 nha cả nhà mình ơi. Cây đế bính nha. Mỗi cây là mỗi kiểu. Thì cô chú nãy giờ không thấy cây nào giống cây nào ra nha. Rất là đặc sắc luôn cả nhà. Mã tiếp theo luôn Rồi, mã số 6 ha. Tiếp nè. theo là cây bình lợi đế rắn ha. Như rắn này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dòng tua ha. Con rắn nhà thòn nè, sữa rắn bay nè. Hàng gốc nhớt già mùa nha cô chú ơi. Đây, siêu quân mình lại luôn ạ. Này Tết cái hoa cái xuất sắc luôn. Rồi, em đo chiều bay của nó là được cũng 60, 50 ha. 50 rồi. Rồi, chiều cao của nó được 20 à. 250 cho mã số 6. Rồi. Tiếp Rồi, cái tiếp nha. theo là mã số 7 là một cây bình lợi đế rắn ha. Ở đây bên đế bí, Để biết bí. bệ nè cô chú. Đó. Rồi, sau cái vòng tay em nè. Đó. Nguyên một bệ luôn ha. Cây này cái Cây mã tàn số dữ nha. 7. Cái tàn đẹp nè. Cái tàn ghê á. Dáng rất đẹp luôn cô chú. Rồi mình đo đi thiệt. Rồi, cây chiều cao của nó là được 35. Chiều bay của Này giọng bán nguyệt á. nó Nửa trái tim. cũng được 54. Rồi. Rồi. 250 luôn ha. Dạ, đồng giá 250. Nãy giờ cô chú mình thấy không mấy cái kiểu lạ lạ không hả cô chú anh chị nhìn cưng ghê. Mã Rồi, số tiếp tiếp theo theo là ha. mã số 8, một cây đế bính. Siêu bông Bính mình này. lại luôn chị Dạ, xin vâng mình lại đi bính. ha. Rồi, chiều ba dài của nó được 50 ha, chiều ba nó được 50. Chiều cao của nó cũng được 30, cũng hao hao cả như nhau à. Mà mỗi cái giọng bẻ bẻ khác nhau hết. Rồi. 250 cho cây này luôn Dạ, ha. 250. Tiếp Rồi, theo tiếp ạ. theo là mã số 9, cây này để bính. Cây này đế đẹp quá con chú. Dạ, Cái cây này này tàn. con tàn ha. Cái này dán nha. Cũng là lạ không mấy cây nữa Rồi, nha. cây này là chiều dài của nó là được 50 nè. Chiều cao của nó là được 25. Trời ơi cây này Rồi, mã 9, 250 ha. 250 cô chú ơi. Cái này là nó Cây này lên bẻ nhìn nhịn lạ hơi nhìn gì ta giống dáng văn nhân gì không ngày chị quay cho mấy cái quần kia nè cây này đẹp nha cô chú số 10 Rồi, luôn mã số 10 là cây đế rắn ha. Cây này rắn này hơi mập cây này nha. mập hơn mấy cây kia đó Đó, nguyên cái phần để nè. cô chú mình có coi được cái clip này của em mình ủng hộ dùm bút thiện cô chú Rồi, cái cao nó được 33. rồi Chiều bay của nó là được 50. Cây mã số 10 giá 250. 250 cô chú ơi cây cưng quá này cô chú bao ship cho mình luôn ha. Rồi, qua mặt hàng khác ha. Rồi, tiếp theo là một cây siêu bông Sài Gòn hàng đôm á. Rồi, hàng đô. Đôm Cái cốt, cô chú hàng cái đôm cốt ghép nè. Rồi, dạ, cô nè. chú. Cây này ghép hai bò ha. Có cái củ tròn nè. Cái này có duyên nè, cô chú. Rồi, có giá trị Vì luôn. mình xài một cái chậu kiểu để mini để bàn là ok luôn Đúng nha. rồi, cái chậu xanh xanh còn gọn, thấy cưng lắm. Rồi, cây này mã số 11 giá 250. Rồi, 250, cây này bao ship cả Rồi, nhà ơi. chiều cao của nó là được 30. Chiều rộng của nó là được 40. Hoành gốc của nó là được 10. Củ là củ chắc hơn. Hai mấy không? Cái củ tròn ở đây đi ha. Đâu Củ có tròn tròn này thì là lên được dễ. 22. Rồi. Hai trăm Siêu bông rưỡi. Sài Gòn 250. Rồi cái này 250 bao ship nha cô chú. Rồi, Theo. mã số 12 là tiếp tục cây siêu bông Sài Gòn ha. Quá trời cái tàn này luôn nè. Cái này cũng già bo ha, già Cây mùa này luôn. ghép hai bò. Quá trời cái tàn này giờ chơi tàn bông là bao bông luôn á. Cái này cũng Siêu bông duyên ha Sài cô chú. Gòn. Sài Gòn luôn. Cái này hoành của nó là được 10. À, quên Hoành 10 mười ha. nó tảng ghê không Chiều cao của nó là được 40. rồi Nhưng cái tàn rộng của nó là được 60 nè. báo giá chị mình nè Dạ, cái này giá 300. rồi 300 bao ship cho cây này mã số 12 của chú siêu Quá bông trời cái Sài Gòn tàn kính mít luôn. đúng rồi cây này tảng đẹp nè 13 Rồi, cả mã nhà 13 tiếp tục là cây bình lợi để bí. tí lộn cái tàn này cũng dữ dằn luôn Quá trời nó quá nó. này bẻ kiểu gì không biết luôn mà nó là lạ nè
Cô chú nhìn cũng dễ nhìn đấy cô chú. Rồi. Rồi, cái mã này là mã 13 giá 250. 250 ha cô chú anh chị ơi. Được đo đo em chỉ cái tàn cái thì cho cô Rồi. chú mình dễ hình dung Chiều 3 của nó là được 60 nè. ha. Chiều cao của nó được 30. Rồi. Rồi cô chú 250 cho mã số 250. 13. Siêu quân bình lợi tốt nhất. 14 Rồi, cả một nhà. cây quái nữa ha, siêu bông bình lợi À, hàng cái này này. hơi bị Cây này đẹp. là quái quái luôn á, không biết con bé gì luôn á. Cái này Rồi, giữ dặn cái tàn cây luôn này ta. lấy đi bính. Đây bên. Ồ cái cây cái tàn này cô chú. Quá sức cái tàn này. Rồi, chiều về bài của nó là được 65 nè. À. Cốt, thấy cái cốt. Ừ, chị thấy cái cốt nó muốn liền luôn ta. Cái này muốn liền luôn cô chú ơi. Xuất sắc cái dù xì. Đây, trời ơi nó bự. Rồi. Rồi, chiều 3 nó 65, Ừ. tán ngang của nó, tán ngang nó, chiều bán ngang của nó là được 57 nè. Rồi. Chiều cao nó là được 40. Rồi, cái này xin Zalo giá 300. Rồi cái này 300 xứng đáng đồng tiền mất gạo luôn cô chú ơi. Đã ghê ha, nhìn cưng dữ lắm nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là mã 15, cây cúc hoa hồng Thanh Tú. Rồi. Cái tàn tròn do nha cả nhà. Đôm nó hàng một mùa em đôn lại. Rồi. Rồi, mã 15 xin giao lưu giá 250 250 nha cô chú anh chị ha. mình đây. Đang ra tược quá trời đỏ luôn Ừ, cái hoành nó chắc tầm khoảng chừng 11 12 em chị nha, cho thử. nè. Rồi, quanh ngang trên đây là 12 nè. Ừ. Cũ nó còn có cái cũ hình khai thác cửa thế đếm hơn chị dưới ha. Cao chắc cỡ 30 á cô chú anh chị, cỡ đó thì nha. Dạ, rồi, chiều cao nó 28 nè. Rồi. Chiều ngang của nó là 45 nè. Dạ, ở giá chị nè. 250 nha. Dạ, 250. Rồi, 250 bao ship cho mã số 15 á cả nhà. Tiếp theo ha. Rồi, mã 16 là cây nhị ngọc toàn. Rồi. Toàn lá xanh, cây này hoành gốc được 9. Cây này gấp 3 bo. Tàn nó cũng dày ha. Quá trời cái tượng cái gì mà lấy bo và cho Tết luôn ha. Cây Rồi. này nó nhị ngọc toàn thì nó nhặt nó đi nụ kim trong lâm hết Cái này nó dễ rồi nụ quá thiệt nha. rồi. Rồi cô Rồi, chú ơi. cây mã 16 năm giao lưu giá 250 ha. Rồi 250 cho mã Rồi. này cô chú Rồi, ơi. 17 luôn. mã 17 là một cây giảo đa phúc hàng già mùa ha. Cây này hình thú luôn cô chú ơi. Nè, rồi một con thú rất là cưng luôn ha. Rồi đây, cốt dép nè. Cốt. Ừ, cốt già hay cô chú. Rồi, em đo hoành ngang đây cái nó là được 15. Nhưng cái bệ chân dưới này là em đo được 48. Ừ. Thú này đẹp nha cô chú ơi. Rồi, Góc chiều cao của nó vườn là được 40. Tán ngang cái tàn của nó là được 50. Giảo đa phúc. này nhiêu cơ. Và cái này giá 500 em bao ship. Rồi 500 cho cây này bao ship nha cả nhà ơi. Giá rất là dễ chơi ha. Tiếp Rồi, mã theo. 18 là cây siêu bông Sài Gòn ha, cũng già mùa ha, một bò nè mà nó lên như cái tàn nè. Tàn dữ ha, tàn mạnh nè. Một bo mà lên quá trời cái tàn cô chú. Rồi, mã 18. Hoành gốc của nó là được 13. Rồi. Cây chiều cao tán của nó Hình là được thú 46. nha. Tán ngang tàn của nó là được 45 nè. Rồi. Cái này xin giao lưu giá 300. Rồi, Siêu bông 300 Sài ngàn Gòn. thôi, siêu bông Sài Gòn. Phôi này góc vườn hình thú nha cả nhà, cây này dễ thương ha. 300 cho cây này bao ship ạ. Tiếp theo Theo. là mã 19 ha, cây giả Phú Tân hàng cũng già mùa ha, cây này nguyên cái bí toàn do luôn À, cái hàng gốc nhớt nha cô chú, hổm ngày có cô chú mình hỏi em hàng gốc nhớt nè. Rồi này được cây cưng quá ta. Rồi mình đo đi. nè. Rồi, em đo cái củ bí dòng qua đây ha, nó nguyên cái củ đặt nó là được 31 Rồi. ha. Chiều cao cây của nó là được 43. Tán ngang của nó là được 45. Rồi, cây giả Phú Tân em giao lưu giá là 250 nha. Rồi 250 bao ship cho em này hả cô chú anh chị ơi. Mã tiếp theo ha, mã 20. Xin lỗi dạ. Rồi, mã 20 là cây giả siêu nụ ha. Siêu nụ này nó đi Siêu nụ luôn nụ. rồi. Có nụ kim này cả nhà. Nó lên nụ kia mấy giờ rong lá ra nè. Rồi, cây này. Quỳnh của nó là được 15. Rồi. Cái này có tàn của chú ơi, có đế luôn ha. Rồi, cây này chiều bay của nó ở chiều dài của nó được 50. Chiều cao của nó là được 35. Em xin giao lưu giá là 300 em bao ship. Rồi 300 ngàn cho cây này hả cô chú ơi. Cây này ghép 3 mắt bo ha. Ừ. Già mùa. Tiếp theo ha. Rồi, mã 21 là cây một cây cúc họ Hương lá cẩm thạch với một cây nhị ngọc toàn ha. Vì Rồi. mọi người sưu tầm giống ha. Đó, Cây ngọc mỗi cây được toàn. 2 mắt bo, cây nhị ngọc toàn này già mùa Đúng lắm rồi. Chị tính nói á. Làm gì giờ kiếm được cây này đã ta. rồi. Già mùa ha. Yeah. Cái này có các bo rồi nha cô chú anh chị. Cái này về mình lấy bo thêm được ha. Rồi cặp này nhiêu nè. Rồi, cặp này giao lưu giá là 200. Rồi có 200 ngàn thôi cô chú ơi. 200 ngàn bao ship luôn ha. Cho cặp Rồi, này mã nha. 21. 21 ạ. À.
22 Rồi, mã học 22 là cây, một cây dạo siêu nụ ha. Cái này dạo siêu nụ ha. Rồi. Một cây dạo đa phúc. Một đa phúc, một siêu nụ nhà mình đây. Đây. Giờ mùa ha, cây này hai mùa. Này nó liền cốt của chúng ta. Rồi cây bên đây cũng vậy luôn ha. Tàn quá trời cái tàn. Rồi, nha. Chiều cao của cây của nó là được 35. Cây bên đây cũng vậy ha. Rồi. Ừ. Tàn đồng giao hả? Rồi, cặp này giao lưu giá là 250. Rồi, mã số 22. Rồi, mã số 22 cả nhà. 23 ha. Rồi, mã 23 là một cây cặp cúc họ Hương hàng già mùa ha. Em đôn nè, cốt nè. Ừ, là 3 mùa rồi. 3 mùa 4 mùa gì. 3 mùa 4 mùa của chú ha. Cái này chắc có 3 mùa thì ha. Đây, cốt cành này của chú anh chị, hàng đôn nha. Rồi. Rồi, em sửa form tàn nhá, gì em gì tới bấm được, tựa sơ sơ lại làm chi tết rồi thoải mái ha. Ừ. Rồi, em đo kích thước của nó là chiều cao của nó là được 50. Cái này được 45. Tán ngang của nó là được 47 ha. Cái cặp cũng tương đương ha. Rồi. Cặp này giao lưu giá là 350. Rồi, 350 cho cặp này bao xíp nha cả nhà ơi. Cúc họ Hương già mùa ha, ao nụ tết luôn. Rồi, mã tiếp theo ha. Rồi, mã tiếp theo là một cây dạo Thủ Đức. Cái này cái coi cũ nè. Cái này Thủ Đức hả? Dạ. Rồi, cái cây Thủ Đức nè. Đây. Rồi, một cây cúc họ Hương em sửa này là kêu phần dán không kéo bay đi ha. Thấy cưng quá không biết dán gì nè. Ồ cái cây này cái cũ hết hồn cái cũ luôn. Ồ cái cây này đẹp như vậy. Cưng nha. Đây cô chú mình coi nè, trời em thấy cũ mê lắm cô chú. Này cúc họ Hương nha. Cái hàng này cũng là liền cốt của chú này, Thiện có sửa cành nhánh nè. Mình đo thông số sơ sơ cái nhà Thiện. Rồi, chiều bay dài của nó là được 48. Rồi. Cây Thủ Đức là được 45 nè. Ừ. Rồi cặp này giao lưu lấy giá là 200.000. Rồi 200.000 sở hữu cặp này ha cô chú ơi, bao rồi, ship luôn nha. Bài ha, dáng lạ luôn ha. Cây Thủ Đức không đủ vốn rồi ha. Đẹp. Rồi, cặp 25 là cây cặp cúc họ Hương ha. Cây này cũng quái không ha. Còn đế nè. Nè. Già lắm cũng hàng 3 mùa ha. Ừ. Này cốt ghép đây nè. Em bẻ thân lắc nè. Từ nhỏ quá luôn. Rồi. Cúc thọ hơn. Thọ hơn hàng già mùa. Cây này chiều cao của nó là được 40. Một cây cao của nó là được 55. Ừ. Tàn ngang của cây cao là được 46. Rồi cặp này em giao lưu giá là 300. Chỉ có 300 thôi cô chú ơi. Bao ship cho mình luôn nha. Hai cây này thì nó già cây lắm cô chú anh chị. Cái đế nó quái nữa ha. Cây nào cũng quái ha. Đúng rồi. Hai cây này là đúng quái luôn. Rồi. Xuống cây nha cô chú. Mã tiếp theo. Rồi mã 26 là cây siêu bông Sài Gòn hàng già mùa ha. Góc vườn. Quá trời cái tàn. Này ba mắt bo luôn cô chú nè. Nó già cây lắm nha. Rồi, hoành của nó là em đo được là 18. Hoành 18. Này có cái đuôi viên nè. Chữ cái đuôi ha. À, chữ cái đuôi nhìn có viên cô chú đó. Rồi. Rồi, cây chiều cao của nó là được 60. Rồi. Tán ngang của nó là được 65. Sang phần lắc lượng ha. Rồi cây này giao lưu giá là 500 em bao ship. Rồi, mã 500. Mã 26 nha cô chú ơi, một cái cây siêu bông Sài Gòn mà có cái đuôi nó thấy cưng quá cô chú ha. Hàng già mùa đó nha. Mã số 27. Rồi mã số 27 cũng là mã số cuối ha. Rồi. Một cây siêu nụ, cây này hoành chính nè, có cái củ nè. Cưng ha. Hoành thú nha cả nhà. Đó, có duyên quá ta nè. Cái này nhíp ba mắt bo, gần liền cốt. Nó tròn luôn á. Rồi. Dạo siêu nụ. Cây mã 27 giao lưu giá là 250. Rồi, 250 bao ship cả nhà. Rồi, cao của nó là được 33. Rồi. Tay ngang nó được 40. Rồi, giá mã 27 250. 250 của chú ơi. Rồi mã cuối clip luôn Thiện ha. Dạ. Rồi mình chào khán giả luôn nha Thiện. Dạ. Xin mong mọi người xem hết clip ủng hộ giùm nhà vườn ha. Xin cảm ơn. Rồi em dạ, em chào tạm biệt cô chú nha. Và em hẹn gặp lại cả nhà mà nói video tiếp theo của em luôn ạ. À.